quý vị, bản tin thế giới cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc phác thảo thỏa thuận dừng cuộc chiến thương mại. Ngày 21 tháng 2, hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao mới nhất tại Washington. Trong đó thì hai bên đã bắt đầu phác thảo các nguyên tắc cam kết đối với các vấn đề khó khăn nhất trong việc tranh chấp thương mại giữa cả hai bên, đánh dấu bước tiến quan trọng nhất trong việc kết thúc cuộc chiến thương mại đã kéo dài đến 7 tháng. Tuy nhiên, tin từ Reuters cho biết hai bên vẫn cách xa nhau trong việc thống nhất các yêu cầu của chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về những thay đổi cấu trúc đối với nền kinh tế Trung Quốc. Theo các nguồn tin của tiến trình đàm phán, hiện thì hai bên đàm phán đang soạn thảo 6 bản ghi nhớ về các vấn đề cơ cấu, chuyển giao công nghệ và trộm cắp trên mạng, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan đối với thương mại. Xin nhắc lại, trước đó thì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế quan đối với hàng trăm tỷ Mỹ kim hàng hóa, làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu.